Người dân nghèo khóc khi gặp Ngọc Trinh. Ngọc Trinh chia sẻ khoảnh khắc khán giả xúc động khi gặp cô trong chuyến thiện nguyện. Sau biến cố, Ngọc Trinh được nhận xét tích cực khi hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo và thay đổi nhiều trong suy nghĩ so với trước đây. Thời gian này, người mẫu quê Trà Vinh dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè thân thiết và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng. Ngoài ra, trong bài đăng đầu tiên sau khi trải qua biến cố, Ngọc Trinh từng bày tỏ: "Tôi mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh." Người dân xúc động khi gặp Ngọc Trinh. Trên trang cá nhân, nữ hoàng nội y vừa chia sẻ một khoảnh khắc khiến nhiều netizen rưng rưng xúc động. Cụ thể, trong một chuyến thiện nguyện, Ngọc Trinh được người dân chào đón nhiệt tình và thể hiện sự yêu thích với cô bằng hành động liên tục ôm lấy nữ người mẫu. Cả hai vừa trao đổi với nhau vừa rưng rưng nước mắt. "Hẹn mọi người 31/3 ạ", Ngọc Trinh chia sẻ kèm đoạn clip. Qua đoạn clip, nữ người mẫu có thái độ hòa nhã, gần gũi với những người dân khó khăn. Ngoài ra, có thể cô sẽ có chuyến thiện nguyện vào cuối tháng này tại quê nhà Trà Vinh. Từng gây chú ý với nhiều clip đập hộp hàng hiệu nhưng Ngọc Trinh cũng tích cực hoạt động từ thiện, hỗ trợ hoàn cảnh ngặt nghèo. Ngọc Trinh chia sẻ kế hoạch thiện nguyện sau biến cố. Trước đó, Ngọc Trinh từng chia sẻ về kế hoạch thiện nguyện ở Trà Vinh, quê nhà của cô. Kế hoạch đã được nữ người mẫu và ekip lên kế hoạch trong năm 2023 nhưng cô bất ngờ gặp biến cố, đành hoãn lại chuyến thiện nguyện. Theo bài đăng trên trang cá nhân của Ngọc Trinh, cô và công ty đã đến tận nơi để lắng nghe, trò chuyện cùng bà con khó khăn vào tháng 8 năm 2023. Lúc đó, Trinh đã hứa với bà con Trà Vinh sẽ quay lại vào tháng 11 năm 2023 để trao tặng những phần quà ý nghĩa. Tuy nhiên, vì sự cố bất ngờ của Trinh, cũng như thời điểm bây giờ quá cận Tết nên không thể đến Trà Vinh như đã hẹn được, khiến trong lòng Trinh rất day dứt và áy náy. Trinh xin chân thành gửi lời xin lỗi tới tất cả bà con ở Trà Vinh vì đã không thể đến sớm hơn được, vì chuyện cá nhân của mình mà để bà con phải ảnh hưởng. Trinh và công ty đã lên kế hoạch gấp rút cho chuyến đi này qua Tết. Trinh hứa sẽ cố gắng hết sức để có mặt ngay sau Tết, sớm nhất có thể. Mong bà con thông cảm cho Trinh trong hoàn cảnh này, Ngọc Trinh chia sẻ trong bài đăng sau khi được hưởng án treo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.